Thưa quý khán giả, trong ngày hôm nay, các đội tuyển bóng bàn của Đoàn Thể thao Việt Nam đã liên tiếp đem về tin vui tại ASEAN 19. Sau những thất bại trong ngày ra quân, cả hai đội tuyển bóng bàn nam và nữ của chúng ta đã cùng có các chiến thắng quan trọng, qua đó giành quyền vào vòng trong. Sau khi để thua chủ nhà Trung Quốc trong ngày ra quân, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam có cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út ở nội dung đồng đội nam. Linh ấn tiên phong ở trận đơn nam đầu tiên, Đinh Anh Hoàng đã không thể vượt qua vận động viên của nước bạn để thua sau 3 set với các tỷ số là 7-11, 11-8 và 4-11. Đến trận đơn nam thứ hai, Nguyễn Anh Tú đã có màn ngược dòng ấn tượng, đánh bại Alim Zeni với tỷ số 3-2, săn bằng cách biệt điểm cho các tay vợt của chúng ta. Sau chiến thắng này, anh Tú cùng với một đồng đội khác, đó là Đoàn Bá Tuấn Anh, giành về thêm 2 chiến thắng nữa cho đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam. Vượt qua Ả Rập Xê Út với tỷ số chung cuộc 3-1, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành vị trí nhì bảng A, xếp sau chủ nhà Trung Quốc, giành quyền vào vòng 16 đội nội dung đồng đội nam. Cũng giống như các đồng nghiệp ở đội tuyển bóng bàn nam, đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam sau thất bại chóng vánh trước Nhật Bản trong ngày ra quân cũng có chiến thắng ở ngày thi đấu hôm nay để giành quyền đi tiếp. Gặp các đối thủ của đội tuyển bóng bàn nữ Mông Cổ, những người đang có thứ hạng cao hơn, ba nữ vận động viên của chúng ta gồm Diệu Khánh, Mai Ngọc và Ngọc Lan đã cùng giành chiến thắng trong các trận đánh đơn, giúp đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 3-0, qua đó lọt vào vòng 16 đội.